Gì? Chơi thằng quay. Con trai mà cũng sao sao mặt rồi cũng đông vướng. Rồi đẹp rồi. Đẹp rồi đó. Xoa mà xong để cho nó thấm mà xoa vô cái xong rồi cái rửa mặt liền là sao? Để 50 phút cho nó thấm chứ. Đưa coi thấy hết chưa? Ờ hết rồi, còn hết khỉ chưa hết. Nhìn vô trong đây thấy nó bự lắm. Em xoay qua đây coi. Ui trời ơi. Giống như bị mũi chích quá chừng chích luôn. Cho cô uống cà phê nữa, ông này ngu nữa. Xoay xoay qua cái má kia thôi coi. Nhìn thấy vẫn ăn mửa. Trời nó nắc dữ. Tại sao nhãn thuật lại có thể làm được một việc trái với vật lý thông thường?